Chào các bạn, cảm ơn các bạn đã quay lại với một video nữa của Daddy Son and the Law. Trong video ngày hôm nay, mình và Mip xin chia sẻ với các bạn một số ví dụ thực tiễn, case studies về cái việc là bản hiến pháp của Liên bang Úc vận hành như thế nào trong việc kiểm soát quyền lực lập pháp của Quốc hội. Mời Mip. Hello everyone and welcome back. In the previous video, we went over the fifth and final check on Parliament in lawmaking, including our mini-segment on the ways the Constitution acts as a check on Parliament in lawmaking, which I'm sure you've heard enough times already. However, we have been mainly focusing on how the checks themselves work, but not so much as to what it looks like when a Parliament's lawmaking powers are actually restricted because of the Constitution. And so, to show how the Constitution acts as a check on Parliament in lawmaking in practice, we will have a look at various case studies. Let's start with the Brislin case, or formerly known as the case of R.V. Brislin, ex-parte Williams, from 1935. For some context, Section 51V of the Australian Constitution provides the Commonwealth power to legislate on postal, telegraphic, telephonic, and other like services. Then, in 1905, the Commonwealth Parliament passed the Wireless Telegraphy Act of 1905 for the Commonwealth, which requires all owners of wireless sets or radios to hold a license. In this case, the defendant, Brislin, did not own a license. In fact, Brislin owned 5 unlicensed radio sets, and after being charged and convicted, she challenged the validity of the Wireless Telegraphy Act in the High Court, stating that when Section 51V of the Constitution said that the Commonwealth Parliament could legislate on other like services, that it did not include wireless sets in that phrase, and therefore claiming that the act was invalid. If Brislin's claim was correct, it would mean that the act would no longer exist, and the power to legislate on radios would become a state power. However, that was not the case in this case. In his judgment, Chief Justice Latham stated that, quote, "The common characteristic of postal, telegraphic, and telephonic services, which is relevant in this connection, is, in my opinion, to be found in the function which they perform. They are, each of them, communication services. This is also the characteristic of a broadcasting service in all its forms, which is therefore, in my opinion, a like service within the meaning of Section 51V of the Constitution. If a new form of communication should be discovered, it too might be made the subject of legislation as a like service." In this case, the High Court interpreted the term other like services from Section 51V to include broadcasting to wireless sets, which changed the division of lawmaking powers by giving the Commonwealth Parliament more power, as they now have the ability to legislate on postal, telegraphic, telephonic, and other like services, including broadcasting to wireless sets. Cảm ơn Mip. Như vậy, trong những cái video trước, chúng mình đã nói về một số những cái nguyên tắc của bản hiến pháp, đề ra những cái kênh để kiểm soát cái quyền lực lập pháp ở Quốc hội, đúng không? Nhưng mà mình chỉ nói về lý thuyết vậy thôi. Hôm nay mình sẽ nhìn một số những cái vụ việc thực tiễn. Cái vụ đầu tiên mà em Mip vừa kể đó là vụ của ông Brislin năm 1935, rất là lâu rồi, liên quan đến cái điều 51.5 của bản hiến pháp quy định là chính quyền liên bang thì có quyền được ban hành văn bản pháp luật liên quan đến bưu điện, điện tín, điện thoại và những dịch vụ tương tự. Thế thì năm 1905 thì chính quyền liên bang người ta ban hành một cái đạo luật về những cái phương thức điện tín không dây, Wireless Telegraphy Act, và yêu cầu tất cả những người dân mà có sở hữu những cái thiết bị không dây vô tuyến hoặc là những cái radio thì phải có một cái giấy phép. Thì cái ông Brislin trong trường hợp này là ông có 5 cái thiết bị không dây mà ông chưa có giấy phép. Và khi mà ông hoạt động, ông ấy vận hành những thiết bị đó thì ông ấy bị bắt và ông ấy bị kết án là vi phạm cái luật đó. Thế thì ông hay bà Brislin đó mới đến tòa High Court và kêu rằng là cái luật của liên bang mà yêu cầu phải có giấy phép cho thiết bị không dây đó là vi hiến. Bởi vì ông ấy hay là bà ấy cãi rằng là cái điều 51.5 của hiến pháp ấy
khi chỉ điều tiết những cái dịch vụ về điện, điện tín, điện thoại, bưu điện và những dịch vụ tương tự other like services, nhưng mà không ghi rõ là thiết bị vô tuyến. Vì thế là những thiết bị vô tuyến nó không nằm trong phạm trù của điều 51.5, và vì thế là cái luật của Quốc hội đó là bị vi hiến và bị vô hiệu. Thì nếu mà ông này nói đúng á, thì cái luật đó nó sẽ vô hiệu, đúng không? Và chính quyền liên bang không có quyền để quản lý những cái thiết bị vô tuyến. Thế nhưng mà trong cái vụ này thì tòa High Court đã không đồng ý với cả ông bà Brisland này và nói rằng là cái cụm từ những thiết bị tương tự, những dịch vụ tương tự như vậy nó phải có một cái đặc tính chung với những cái thiết bị về điện tín. Tức là làm một thiết bị cung cấp thông tin, liên lạc, thông tin liên lạc. Và bởi vì những thiết bị vô tuyến của ông bà này có là đúng là những thiết bị thông tin liên lạc, và vì thế nó rơi vào phạm trù đó, và vì thế là thuộc cái quyền quản lý của chính quyền liên bang. Vì thế là trong cái trường hợp này là khi mà giải thích cái bản hiến pháp như vậy thì tòa High Court đã dịch chuyển cái làn danh phân chia quyền lực, đúng không? Những cái tưởng là các tiểu bang có được quyền quản lý những cái thiết bị không dây, nhưng mà với cái giải thích này của tòa High Court thì những thiết bị đó đã chuyển sang thẩm quyền quản lý của chính quyền liên bang. The Brisbane case was rather significant in that the High Court interpretation of the Constitution caused a shift in the division of lawmaking powers from the states to the Commonwealth, which resulted in the Commonwealth being able to make laws with respect to broadcasting wireless sets, meaning that if a state passed a law in this area, there would be a conflict between state law and Commonwealth law. This is where a new section we have not mentioned comes in. Section 109 of the Constitution. Section 109 of the Constitution is designed to help resolve inconsistencies between state and Commonwealth laws. Section 109 reads, quote, "When a law of states is inconsistent with a law of the Commonwealth, the latter shall prevail, and the former shall, to the extent of the inconsistency, be invalid." Basically, if a state law and a Commonwealth law overlap, the Commonwealth law will prevail and the state law will be removed, or at least the parts that contravene with the Commonwealth's law. Như vậy trong cái vụ Brisbane như mà mình và Mip vừa nói ấy, thì nó xử lý một cái việc là kẻ lại cái làn danh phân chia quyền lực giữa Commonwealth, chính quyền liên bang và cái chính quyền của tiểu bang. Và xuất hiện cái trường hợp, có một số trường hợp là trong cùng một lĩnh vực lại có một cái luật của liên bang nhưng cũng có tồn tại một cái luật của tiểu bang trong cùng một vấn đề, thì cái luật nào sẽ được ưu tiên. Và chính vì vậy là cái điều 109 của hiến pháp được viết ra và nói rằng là trong một trường hợp mà có hai luật đè nhau, chồng lên nhau, overlap, sự chồng lấn, đúng không? Thì giữa luật của tiểu bang và luật của liên bang thì luật của liên bang sẽ được áp dụng, là the common ground shall prevail. Và trong trường hợp đó thì là cái luật của tiểu bang nó sẽ bị mất hiệu lực, hay là cái phần luật của tiểu bang mà chồng chéo với luật của liên bang nó sẽ bị cắt bỏ. Section 109 is technically also a check on parliament in lawmaking, as it takes away power from the state parliaments and gives more power to the Commonwealth parliament by allowing Commonwealth law to always prevail over state law. And to demonstrate how this section works, we will now discuss the case of McBain v. Victoria from 2000. The Infertility Treatment Act was passed by the Victorian government to establish the Victorian Infertility Treatment Authority and the IVF program, which assisted infertile couples to have children. In Section 8 of this act, it was stated that to receive treatment, a woman must be married and living with her husband on a genuine domestic basis, or living with a man in a de facto relationship. If neither of those requirements were met, then the person would be denied access to the IVF program. Though 16 years prior, the Sex Discrimination Act of 1984 for the Commonwealth was passed, with Section 22 of that act making it unlawful for a person to refuse to provide a service to another on the grounds of the latter person's marital status. Basically, you couldn't discriminate between patients based on whether or not they have a partner. And so, Dr. John McBain was stuck at a crossroads, not being able to offer a single patient treatment, as doing so would go against the Victorian law, as the patient was neither married
and living with her husband on a genuine domestic basis, nor living with a man in a de facto relationship. But withholding IVF treatment would go against Commonwealth law, as Dr. McBain would be discriminating based on marital status. And so, after being fined for going against Commonwealth law by abiding by state law, Dr. McBain took to the High Court with his patient, Lisa Meldrum. The High Court then agreed that the legislation was inconsistent, and according to Section 109, the Commonwealth law should prevail, which it did by the end. This meant that lesbian and single patients are now also allowed to receive IVF treatment. Cảm ơn Mip. Như vậy cái điều 109 của bản hiến pháp nó rất là quan trọng. Đó, để nó nói rõ là nếu có hai cái luật chồng chéo nhau như vậy thì luật của Liên bang sẽ được áp dụng. Và cái điều này nó được thể hiện rõ trong cái vụ của ông McBain, ông bác sĩ McBain mà em Mip vừa mới kể năm 2000 này, liên quan đến cái luật về thụ tinh nhân tạo IVF của bang Victoria. Thì bang Victoria người ta ra một cái luật để mà cho phép các bác sĩ được tiến hành thụ tinh nhân tạo cho phụ nữ, đặc các cái gia đình mà hiếm muộn, với một cái điều kiện là cái người phụ nữ đó, một là phải có chồng, hoặc nếu không có chồng thì cũng đang sống chung với cả một người trong một quan hệ tương tự như vợ chồng, de facto relationship. Còn nếu mà không thỏa mãn hai cái điều kiện, một trong hai điều kiện đó, thì người phụ nữ đó sẽ không được quyền tiếp cận được cái dịch vụ thụ tinh nhân tạo. Nhưng mà song song với cái việc đó thì trước đó 16 năm thì chính phủ liên bang có ra một cái luật cấm phân biệt đối xử dựa trên cái tiêu chí về hôn nhân gia đình. Đấy. Như vậy là không thể nào phân biệt giữa một người có chồng hay không có chồng vân vân mà không chữa chạy, không cung cấp cái dịch vụ y tế cho người ta. Thế thì trong cái trường hợp này thì ông bác sĩ John McBain, khi mà khách hàng của mình là cái cô Lisa Meldrum đến gặp để xin làm IVF, thì ông này ông ấy bị đứng giữa ngã ba đường. Nếu mà ông ý, cái cô này cô ấy không có gia đình, cô ấy không sống chung với cả chồng, hay một người đàn ông giống như là vợ chồng, thì nếu như mà ông bác sĩ ông ấy chữa cho cô ta cái dịch vụ IVF ấy, thì ông ấy vi phạm cái luật của Victoria, bởi vì luật của Victoria nói rằng là chỉ đàn bà nào mà có chồng hoặc là sống chung như vợ chồng với người đàn ông thì mới được nhận cái dịch vụ IVF. Nhưng mà nếu không cung cấp cái dịch vụ y tế cho cô ta thì là vi phạm cái luật của Liên bang Úc, nói rằng là gì, là không được phân biệt đối xử dựa trên cái quan hệ, cái hiện trạng hôn nhân gia đình. Thế thì ông ta trong trường hợp đó là ông ấy từ chối không cho bệnh nhân này cái việc thụ tinh nhân tạo, và ông ta vi phạm luật của Liên bang là phân biệt đối xử, và ông ta bị phạt. Ông ta bị phạt thì ông ta và cùng khách hàng của mình, bệnh nhân của mình là cô Lisa Meldrum đến kiện ở tòa High Court, và tòa High Court đã tuyên trong trường hợp này là nếu có một cái sự chồng chéo giữa luật của Liên bang và luật của tiểu bang thì theo điều 109 của hiến pháp thì luật của Liên bang sẽ được áp dụng. Và điều đó có nghĩa là những bệnh nhân như là cô Lisa Meldrum từ đây trở đi, những người phụ nữ không có gia đình, hoặc là những người không muốn lấy chồng, hoặc là những người lesbian, thì người ta vẫn có quyền được nhận cái dịch vụ thụ nhân tạo IVF ở bang Victoria là như vậy. Như vậy cái bài video ngày hôm nay hy vọng cung cấp cho các bạn một số những cái ví dụ thực tiễn trong cái việc là bản hiến pháp của Liên bang Úc đã vận hành như thế nào trong việc kiểm soát những cái quyền lực lập pháp của quốc hội của các tiểu bang hoặc là quốc hội của liên bang. Hy vọng cung cấp một số thông tin, một số kiến thức cũng như một số từ vựng hữu ích cho các bạn trong việc học luật. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại các bạn trong những video sau của Daddy Son and the Law. Xin chào tạm biệt, bye bye.